Hello Hà Lê. Cô chờ tí cháu đi vệ sinh. Vâng ạ. Chả nhắn chị sớm mà đến 7:30 lúc đấy nó đang ăn cơm mà ngồi lề mề, bây giờ mới lên. Thế à? Em thì phải, bởi vì là em cũng chả, nghĩa là thời gian của em nó cũng không trống nhiều ấy ạ. Thế nên là có một cái bạn 8 giờ nghỉ đến, thế là em nhắn cho chị luôn. Mẹ Và tưởng đấy. mà chị cũng không hay cầm máy thì phải. Ôi trời ơi, về đến nhà thì xong rồi cơm nước cho bọn này ăn cũng chẳng cầm thời gian mà cầm máy. Em Cậu biết cầm máy đặt nên làm em cũng chờ xem chị có nhắn lại không. gì? Rồi đấy, bây giờ Vâng ạ. Thôi để hôm cầm. nào nhắn em xong nhắn sớm hơn. Ok, Ừ. hello Khoan. Okay, how are you today, Hanley? How are À, today? thanks. Đúng rồi, ok, very good. Ok. So, did you have to go to school today? Did you have to go to school today? Hôm nay Hà Linh có phải đến trường không cả? Không có. Ok, so how many subjects did you study today? Hôm nay thì con học bao nhiêu môn nhỉ? Con học 7 môn. Con học 7 môn. Ok, rất tốt. Con học 4 môn buổi sáng, còn ba môn còn lại con học buổi chiều. Ừ, thế bảy trang là gì? Bảy trang gì nhỉ? Số 7 ấy. Seven. Đúng rồi, tự tin lên con. Đọc to nào, 7. Seven. Ok, được rồi, rất tốt. Nào, hôm nay cô quên chưa nhắc Hà Linh này. À, mỗi tháng thì chúng ta sẽ kiểm tra một lần. Và cái bài kiểm tra đầu tiên của mình thì sẽ được kiểm tra vào vào sau cái lesson 1 của D, của letter D, đó chính là bài 1 của letter D, được chưa? Hôm nay thì Hà Linh sẽ bước vào bài kiểm tra đầu tiên của con, được chưa? Vậy thì để làm bài kiểm tra thì con sẽ cần gì? Thì Hà Linh hãy chuẩn bị cho cô bút và giấy nhá, được chưa? Con sẽ có 2 phút để chuẩn bị các đồ dùng học cần cho bài kiểm tra. Con chuẩn bị đi. Chị đã sẵn sàng. Khi nào bạn chuẩn bị xong thì con bảo cô nhá. Con có rồi. Con có rồi. Ok, được rồi. Cô sẽ phổ biến qua cái bài kiểm tra của mình một chút này. Bài kiểm tra của mình thì nó sẽ có đây các bài tập, được chưa? Các bài tập liên quan từ những cái kiến thức mà cô đã từng dạy Hà Linh rồi, được chưa? Đó, nhiệm vụ của con là con sẽ đọc, tự đọc đề bài và tự làm, được chưa? Cô sẽ không được giải thích bất cứ một cái điều gì khi mà Hà Linh làm, có hiểu không con? Hiểu không? Khi mà cô giúp đỡ Hà Linh thì cái kết quả nhận được thì nó sẽ không phản ánh đúng cái trình độ của con, được chưa? Muốn nhắc một chút thì Hà Linh bài kiểm tra tổng thời gian làm của con là 45 phút, được chưa? Tổng thời gian làm là 45 phút. Mình sẽ không làm quá 45 phút, con đã rõ chưa? Ừ, được chưa? Ok. Và cứ một tháng thì mình sẽ kiểm tra một lần, được chưa? Nó sẽ có một cái thời khóa biểu. Thì hôm nay hôm trước đáng nhẽ ra là trước một bài trước cái buổi kiểm tra thì cô sẽ phải nhắc các bạn học sinh, nhưng mà cô lại quên mất nhắc Hà Linh, bởi vì hôm trước định nhắc thì lại đấy lại mạng nó lại kém, thế là hôm đấy cô lại cho nghỉ. Đáng nhẽ hôm đấy cô định cho con ôn tập thêm một buổi trước khi mà làm bài kiểm tra, tuy nhiên là mạng kém nên là cô lại phải cho con nghỉ, được chưa? Thế nên là cô không nhắc con được, cô cũng quên mất, sorry nhá. Chứ còn những cái bài sau thì trước một bài kiểm tra thì cô sẽ nhắc nhá, để con ôn tập lại các từ vựng mà cô đã cho ghi vào vở, được chưa nào? Nào, bây giờ cô sẽ chia sẻ màn hình để mình làm bài kiểm tra nhá. Vâng. Nhìn thấy màn hình của cô chưa? Con rồi. Ok, được rồi. Sau khi làm xong, cô sẽ hướng dẫn con cách để con check note, có nghĩa là cách con làm bài vào 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 giấy như thế nào. Sau khi mà làm xong thì con sẽ lại nhá Con. cho cô. Và nhìn màn hình là Hà Linh đen xì này. Ok, được rồi. Nào, chúng ta sẽ đến với bài tập số 1, được chưa? Rồi. Bài tập số 1, bởi vì nó là bài đầu tiên thì nên cô sẽ giải thích một chút về đề bài nhá. Ở bài tập số 1 này, ask the question, có nghĩa là trả lời các câu hỏi, được chưa?
À, đối với cái Được. câu hỏi ví dụ câu số 1 này, người ta hỏi con là what letter is this? Có nghĩa là gì? Có nghĩa là đây đây là chữ gì? Đúng rồi, chính xác. Thì con sẽ ghi cái chữ cái vào vở cho cô thôi, được chưa? Được chưa? Ừ. Cái câu hỏi này nó hơi bị vớ vẩn một chút bởi vì ai cũng biết đọc chữ mà đúng không? Thế nên là cô sẽ lấy làm ví dụ nhá. Thì ví dụ con sẽ viết trong bài kiểm tra như thế này. Task 1. Part 1, sau đó một chấm. Ví dụ đây là chữ cái B chẳng hạn, con sẽ viết là B, letter B. Đợi con tí con buộc tóc. Ok. Đã hiểu cách take note cho con, đã hiểu cái cách làm bài kiểm tra chưa? Rồi. Sau khi làm xong một câu thì con bảo cô là cô ơi, thì con bảo cô là con xong rồi thì cô sẽ chuyển bài cho con để con làm Ừ. tiếp được chưa nào? Nào, mình sẽ bắt đầu làm nhá. Ok, nào. Làm đi con, câu số 2. Cô gọi con chưa? Che xong cái letter B. Cô mở lại nhá. Vâng. Làm câu số 1 đi. Con xong rồi cô. Ok, câu số 2. For art. Con biết vào vở, con biết vào vở chứ. Con cứ tưởng trả lời cơ. Biết vào vở nhá. Con xong rồi cô. Ok, next. Câu số 3. Cô ơi, thế viết. Thế phải viết cả hai từ vào à cô? Ở con, đúng rồi con. Ví dụ nhá, con viết như thế này cho cô. Câu số 3 này. Là con viết này, chấm. Con viết đáp câu số từ thứ nhất là gì? Sau đó con phẩy sang từ thứ hai, được chưa? Vâng. Giỏi lắm, làm đi con. Cố gắng được điểm cao nhé. Ừ. Cô thế A phẩy xong rồi viết cái từ đấy đúng không cô? Không. À, câu số 3 này, con viết cái từ cái rổ thì anh là gì ra? Sau đó con viết từ máy tính thì anh là gì ra, có hiểu không? Con có. Ừ, làm đi con. Con lỡ viết A vào rồi. Không sao, miễn là con viết được cái hai cái từ này ra cho cô là được. Vâng.
Cô ơi, có quen mất hai cái từ này. À, thế thì con phải chịu thôi, bởi vì đây là bài kiểm tra mà. Nào, xong chưa? Cô chuyển câu 4 nhá. Vâng. Ok, câu số 4. Trả lời câu hỏi nhá. Con đọc câu hỏi và trả lời. Vâng. Viết thành hai dòng cho cô nhá. Vâng. Con xong rồi cô. Ok, tiếp tục nhá. Ok, nào. Đối với câu hỏi này thì con sẽ câu hỏi what shape is the là hỏi về hình dáng đúng không? Hình dạng thì con sẽ trả lời Con lần lượt các hình dạng của ba bức tranh này nhá. Con trả lời đi. xong Ừ, giỏi lắm.
nhớ đi từ thứ hai thứ ba. Lưu ý để ý thời gian nhá. Thời gian của mình chỉ có 45 phút rồi đấy con ạ. Đi tốc độ nào. Em ồn à con? Con bảo mẹ, con nhờ mẹ bế em ra ngoài cho mình kiểm tra nhá. Vâng. Con xong rồi cô. Ok, rất tốt. Nào, chuyển câu nhá. Nào, bài tập số 2. Trong một cái bài tập số 2 này thì cô sẽ listen and choose the correct word, có nghĩa là nghe và chọn cái đáp án đúng nhá. Được chưa? Được chưa? Nào, sẵn sàng nghe chưa con? Con rồi. Ok, nghe nhá. Angel. Cho nghe một lần nữa này. Angel. Ok, con chọn đáp án đi. Con chọn đáp án ghi vào vở, con ghi vào cái tờ giấy đấy. vâng
Ghi xong chưa? Con chỉ cần ghi là A, B, C thôi nhá, không cần ghi cả từ ra đâu. Vâng. Con ghi xong chưa? Con đi xong rồi. Ok, nào. Câu số 2 nhá. Nào, Vâng. nghe chưa? Rồi. Ok, nghe này. Diamond. Cô cho nghe lần thứ hai. Diamond. Ok, con ghi đáp án vào Ôi, phần. thế xuống dòng ghi cái chữ cái đấy hay là phải xong rồi ghi bên cạnh luôn à cô? Không, con ghi là câu 1, ví dụ câu 1 đáp án A, câu 2 đáp án B chẳng hạn, thì con ghi như này này. Hiểu không con? Con có. Kệ. Khi nào ghi xong bảo cô. Có xong rồi. Ok, tiếp tục. Câu số 3 này, cô cho nghe lần thứ nhất. Cage. Cô cho nghe lần thứ hai. Cage. Có sao rồi cô? Ok, tiếp tục nhá. Câu số 4. Sẵn sàng nghe chưa? Con rồi. Ok, cô cho nghe lần thứ nhất. White. Cô cho nghe lần thứ hai. White. Có xong rồi. Ok, tiếp tục. Con nghe một lần là con điền được. Ok, câu số 5. Lần thứ nhất. Camp. Lần thứ hai. Camp. Ok. Thép là gì ạ cô? À, cô làm sao nói được đáp án. Xong chưa? Con nghe từ này lại Ok, câu con xong. Ok, tiếp tục. Now, listen and choose the correct words. Bài số 2 nhá. Thì con ghi như thế này. Con ghi là trust. Con ghi là bài tập số 2 này. Chấm xuống dòng. Ví dụ câu 6 đáp án A. Câu 7 đáp án A. Câu 8 đáp án A. Có hiểu cách ghi chưa? Con rồi. Nào, ghi nghe nhá. Câu số 6 này. Lần thứ nhất. Night. Nghe lần thứ hai này. Night. Xong thì bảo cô nhá. Xong chưa con? Có xong rồi. Câu số 7, nghe lần thứ nhất. Bè. Nghe lần thứ hai. Lần thứ hai này. Bè. Cho đáp án đi. Con xong rồi cô. Ok, câu số 8, nghe lần thứ nhất. Banana. Nghe lần thứ hai. Banana. Có xong rồi cô. Câu số 9, nghe lần thứ nhất. Arm. Nghe lần thứ hai. Arm. Xong chưa? Có xong rồi. Câu số 10, nghe lần thứ nhất. Bus. Nghe lần thứ hai. Bus. Xong chưa? Con xong rồi cô. Ok, trước khi mà làm tiếp thì con thoát ra và lại giúp cô nhé. Vâng.